Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em nhé. Với làm ca đêm về anh em ạ. Đấy, còn đang mặc áo công nhân này có nhìn chưa? Vừa làm ca đêm về thấy trời mưa là chạy vội đi câu luôn. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng đam mê là tất cả. Mưa cái phải đi câu ngày của cá các bạn. Lâu rồi không sử dụng cái con cần máy này. Hôm nay lôi ra xem có đóng một con hàng của cụ nào. Này thì em đánh bầu 20 nhá. Cần máy đánh bầu 20 cho chắc chân. Hôm nay chơi mẻ lớn thầu to to một tí. Anh em nhìn quả lưỡi của em xịn sò chưa? Tứ 12. Cực kỳ sắc luôn, mới tinh. Hôm nay cho em đi khai mạc này. Đêm qua thì mưa rất là to, sáng nay nó ngần ngờ rồi à, kiểu như là mới mưa ấy, nước đục này, cá đen mạnh này. Mùi chua thơm thần thánh đấy. Bọp mà mấy cục to là đáp xuống làm ổ. Kể ra cái này mà có đất sét hoặc là cơm nguội bóp thì đẹp, nó sẽ được bền hơn. Mình bóp không cái này nó tan nhanh. Này vội quá, cũng không chuẩn bị được gì đâu. Làm đôi cục này xuống là ngon. Rồi, bây giờ chỉ còn đợi cá nó vào đó. Tí nó vào là sẽ có tăm nảy lên ngay. Này trong phải chờ phải 15-20 phút đấy. À, trong lúc chờ đợi ăn sáng đã anh em nhé. À, sáng vợ chuẩn bị cho đây. Xôi đỗ đen. Đi câu. Đi học, đi thi là hay ăn xôi đỗ đen hiểu đỗ. Này đi câu ăn xôi đỗ đen để lên hàng này. Còn nóng hổi luôn. Xôi có cần nóng hổi anh em ạ. Trông rất là ngon. Mời ban xôi với em nhá. Người ăn thôi đợi cá vào nảy tăm. Con này bấm sâu các bạn, con này bấm chuẩn bị chết này. Con này đang vam bấm liên tục nè, con này. Đấy rồi, đấy rồi. Ôi, ôi, ôi chú Phi. Chết rồi, bấm rồi. Kinh dã man anh em, con này con rô phi nó phải 2 cân. Dã man thật đấy. Đóng mũi tí ở mồm, con này nó hên đấy nhỉ, nó nặng rồi cần Komodo không nhấc được nó lên mặt nước cơ mà. Bỏ thế rồi. Kinh thật. Cần này em khỏe lắm mà không nhấc nổi nó lên mà. Đóng mỗi tí em bột con này nó hên thế nhỉ. Nó hên thành ra mình đen. Run tay, tay đang run anh em. Sợ thật to thế không biết. Cần cứng thế này các bác nhìn này, đầu cần cứng thế này mà nhá, không nên nổi con này.
hiền thật đấy. Em giật quả đấy, nó rất là căng luôn đấy. Này tầm mắc thế. Cá nó cày ổ lấy tầm mắc quá các bác ạ. Cứ cắn đi, con đường lên chó mỡ không còn xa đâu. Cố lên. Con đường lên chó mỡ đây rồi. Úi giời. Wow, con đường lên chó mỡ đây rồi. Con này bự, con này bự quá. Con đường lên chó mỡ đây rồi. Úi giời. Wow, con đường lên chó mỡ đây rồi. Con này bự, con này bự quá. Hôm nay không được mất ạ. Lên lên lên. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Để lại bớt. À, anh em mà nhìn thấy con này chưa? Con này nó to này mà cần Komodo nhấc phát lên bờ luôn. Con vừa lấy nó không lên nổi luôn. Em tiếc quá. Con vừa lấy tiếc quá. Yên. Làm yên. Úi giời, dãy dãy cay gì. Anh em nhìn to chưa? Này mới là cầu cá rô phì. Rồi. Đó, con này lôi lôi nó rõ để gỡ qua nha, không mất đấy. Ôi, đây không mất quá. Này, các bác nhìn con này to chưa? Dã man. Dã man và tàn bạo chưa? Đây, nhìn chưa? Bàn tay của em này, nến ra cho bác xem. Miên. Ấy. Wow. Đã man tàn bạo chưa? Này mới là rô phi to ấy. Mày đây. Bảo mày đây với chúng tôi, còn vừa lấy to hơn bao nhiêu. Quá tuyệt vời. Đây anh em mình nha, tay lưỡi cứng thành ra là giật là cá to nó cũng không bị chẹo mấy. Quá đẹp. Cái lưỡi này nó còn xịn hơn cái lưỡi ngũ của em là đợt trước đánh ấy. Mặc dù lưỡi ngũ nó đã là chất lắm rồi mà lưỡi này còn xịn hơn nhiều. Tay nó cứng mà, thép nó tốt. Lưỡi ngũ kia được cái thép tốt mà tay không cứng bằng tay này. Cá cay ổ anh em ơi, nhìn nó sụt tăm sướng, sướng lắm. Chụp cân chụp. Ok. Chết chưa, chạy đâu con chó. Úi giời, úi giời ơi. Chết chưa, chạy đâu con chó. Úi giời, úi giời ơi. Chạy đâu con chó. Lên. Phê. Phê lòi luôn, phê lòi luôn, phê lòi luôn. Dã man chưa? Đây. À, con này đóng phát sượt vảy các bác này. Các bác nhìn rõ không? Đấy này, đóng một phát sượt vảy từ bong một vảy đóng thẳng cái phát một dã man to này các bác. Dã man và tàn bạo. Nhà mình đã phê chưa? Tỏ của nó đấy. Tỏ của nó.
sướng cả tay. Mưa gió mát trời, cá to nên ăn mạnh thật đấy. Cá cuốn ổ rồi các bác ạ. Nghe miếng chưa? Những hạt ni tí nó nảy quanh phao rất nhiều. Cá đang cuốn ổ. Băng luôn. Thế này gọi là cuốn ổ này. Kinh, nó lại hết tâm rồi. Đúng là có cái cục mồi xuống ấy, nó khác hẳn rồi. Con đường lên chả mỡ đây rồi. Úi giời, hai con. Hai con. Con đường lên chả mỡ đây rồi. Úi giời, hai con. Hai con. Con đường lên chả mỡ đây rồi. Hai nhóc. Đã chưa? Để luôn. Đạp 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 đạp. Hai con đạp chưa? Hai nơi đóng hai con. Con này ăn nó này tầm ác quá các bác ạ. Nè, zoom, để em zoom kỹ các bác xem nhé. Tầm cày quanh luôn. Úi giời. Ui. Quả đẹp thế mà chợt nhỉ. Ui giời, anh em mình tăm kìa. Ui, con này nó đà quả ngon thế mà chợt nhỉ. Con này cày để tầm cá chép lắm. Kinh, cái cày quả đẹp thế mà. Chợt được. Thank you.
con này tụt sâu này, thế là cá to lắm các bác ạ. Nó ăn rất là dứt khoát. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ơi, ui sao, dã man. Con nó bé bé mà đẹp quả ngon thế. Dạ, rồi. À, anh em nhìn này, con này nó là con nhỏ nhỏ, con đẹp quả đẹp thật. Dậy bóng quả không còn đường thoát. Ui, vẫn nóng, vẫn nóng. Ây, đồ to, đồ to. À, con em bự. Là một chú nhỏ nhỏ xinh xinh. Wow, lòng phát. Chú nhỏ nhỏ xinh xinh. Là một chú nhỏ nhỏ xinh xinh. Con đường lên chỏm mỡ của chú đang tới dần. Thôi về rồi các bác nhá, thành quả này. Các về câu về sau các con nó vào phá nhiều quá giật bực hết cả mình. Thành quả được 4-5 con thì được 2 rô phi củ tổ. Đấy nhá, được 3 rô phi củ tổ này. Rơi mất tiếc quá. Thôi về anh em nhé.